bạn thấy, đây sẽ là bộ dạng thường ngày của mình. Nếu như các bạn bắt gặp mình ngoài đường ấy, thì thường mình sẽ trong cái bộ dạng như thế này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy là mình đã catfish như thế nào, ngày mình đã lừa đảo mọi người như thế nào ở trên Instagram ấy. Với lại hôm qua mình có mở một cái Q&A ở trên Instagram, một cái Q&A nhỏ thôi, tại vì mình mở lúc nửa đêm, à không, mình mở lúc lúc ban đêm ấy, thì nó sẽ có ít câu hỏi thôi, cho nên là mình sẽ lựa vài câu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Tại sao mình lại xấu như thế này? Trước tiên thì chúng ta sẽ dưỡng da. Mình sẽ sử dụng toner của Muji. Dạo này da của mình có rất là nhiều mụn, mụn đỏ rất là nhiều luôn. Tại vì mình tới cái ngày mà ngày là ngày gì mà ai cũng biết ấy, hiểu không? Cho nên là mặt của mình mụn rất là nhiều và mình trầm cảm. Sữa dưỡng ẩm cũng của Muji luôn. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Mình sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là: chị dễ thương ơi, sao chị cứ dễ thương xỉu vậy? Thực ra đó không phải là một câu hỏi đâu. Bây giờ mới là câu hỏi đầu tiên nè. Chị ơi, chị bắt đầu nổi tiếng từ lúc nào và điều đó đã khiến cuộc sống chị thay đổi như thế nào? Khoan từ từ, bây giờ chúng ta sẽ... Bây giờ mình sẽ kể chân mày. Kể chân mày tôi đâu? Kể chân mày tôi đâu? Gel, kể chân mày của Anastasia Beverly Hills. Chị cũng không gọi là nổi tiếng, tại vì chị có nổi tiếng đâu. Vừa mới học xong lớp 12 là vô tình mình có đăng một cái video make up, nó rất là phèn luôn á. Mình không biết là tại sao, mình đăng vui thôi, mình thật ra mình quay chỉ vì vui thôi. Nhưng mà nó được rất là nhiều lượt chia sẻ. Thì nó thay đổi cuộc sống của chị như thế nào? Nói chung là nó sẽ có những cái tốt và những cái xấu. Chẳng hạn giống như có người thích thì cũng sẽ có người ghét. Bây giờ thì những cái mà tiêu cực người ta nói không có ảnh hưởng nhiều lắm tới mình. À quên, mình sẽ sử dụng cái này, cái che khuyết điểm của Colourpop. Nói chung là nó cũng vui, kiểu được người ta thích rồi cũng vui, đi ra đường người ta cũng biết. Tiếp theo mình sẽ sử dụng bảng mắt Jaclyn Hill của Morphe. Câu hỏi tiếp theo nhờ, có rất nhiều bạn hỏi là chị học đại học gì vậy ạ? Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi mình trên Instagram, các bạn sẽ biết là mình đang nghỉ học rồi. Là mình không đi học trường nào cả. Hồi xưa thì mình có theo học trường đại học kiến trúc, rồi sau đó mình cảm thấy cái môi trường này nó không phù hợp với mình. Câu hỏi tiếp theo là: chị có cảm thấy hối hận khi không học đại học mà theo đuổi con đường này không? Thì mình sẽ sử dụng màu nâu đậm để đánh ở phần đuôi mắt. Thực ra thì chị khóc. Kiểu như mình không hiểu là tại sao mình lại làm như vậy, mình không biết là mình làm như vậy nó có đúng không. Nếu chị có tiếp tục học á, nếu ra trường thì chị cũng sẽ không đi làm công việc đó. Từ lúc nghỉ học cho tới bây giờ chị không hề cảm thấy hối hận luôn. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào mà có suy nghĩ là mình quyết định là mình muốn nghỉ học á, thì các bạn nên cân nhắc. Nếu như mà các bạn vẫn còn đang phụ thuộc vào ba mẹ, các bạn vẫn chưa định hướng được tương lai, các bạn vẫn chưa biết là nếu nghỉ học thì mình sẽ làm gì, hoặc là nó chỉ là một công việc tạm bợ, thì các bạn nên suy nghĩ lại về việc nghỉ học. Kể về lần đầu tiên chị sa vào lưới tình với Miss Cool, mình sẽ sử dụng kẻm mắt của Innisfree. Thấy kẻm mắt của Innisfree thì mình cảm thấy là mình không thích lắm. Cái đầu lông của kẻm mắt nó hơi cứng. Cái gel này nó bóng quá. Miss Cool nó tới với chị một cách rất là tự nhiên thôi. Người bạn có đăng lên trên Facebook là có chó con muốn cho á, mình tính nuôi một con khác chứ không phải là con Miss Cool. Thì mình lựa một con khác, thì xui đứa khiến xong chó là bị người ta bắt trước rồi, nghĩa là cho trước rồi á. Thì bây giờ mình hỏi là còn lại con nào, thì còn lại con Miss Cool. Thế là mình nhận nó. Sau lúc mà qua Bắc á thì anh dễ thương, nó cũng có tí xíu này nè, trời dữ luôn lắm. Câu hỏi tiếp theo là: sao chị quyết định cắt tóc ngắn? Thực ra không phải là thất tình đâu. À, mình sẽ gọt chung cái câu hỏi luôn là: hỏi từ lâu trở lại đây, sao em không thấy chị nhuộm tóc nữa vậy ạ? Lúc hồi xưa thì mình nhuộm rất là nhiều xanh lá nè, xong rồi sau đó mình sẽ tẩy thành màu vàng, xong rồi mình nhuộm màu xanh dương. Thì tóc mình đã bị hư, tóc như cái chổi chà, và mỗi lần mà mình gội đầu á thì mình cảm giác như là mình đang giặt cái chổi chứ không phải là mình gội đầu. Càng để dài tóc mình nó càng rụng, tóc nó rụng nhiều như vậy, cho nên là mình quyết định cắt luôn. Tại vì hồi nãy mình đã dưỡng ẩm rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng kem lót của F.
Câu hỏi tiếp theo là chị có phẫu thuật thẩm mỹ không ạ? À? Chị không nha. Bộ đẹp tới nỗi vậy luôn. Một mũi cao đó mà. Mình thấy mũi mình đâu có cao đâu. Tiếp theo mình sẽ sử dụng kem nền của Wet n Wild. Thì mình cảm thấy là mình rất là thích cái em kem nền này. Mặc dù nó vẫn có khuyết điểm là nó xuống tông rất là nhanh, nhưng mà điểm thứ nhất mình thích đó là mình tìm thấy được cái màu cùng tông với lại tông da của mình. Thứ hai là nó ngon bổ rẻ nè. Giá của em này rất là bình dân, cho nên là các bạn nào mà học sinh sinh viên đều có thể mua được. Hiện tại thì cái da mặt của mình nó đang chống đối lại mình, cho nên là hỏi tiếp theo là điều gì khiến chị chọn make up vậy ạ? Và người chị thần tượng là ai? Là chị không nghĩ là chị sẽ make up đâu, tại vì từ cái hồi mà đồng nghi quá trình đi học cho tới lớp 12 luôn là chị không hề biết trang điểm là gì. Chị có biết đánh son thôi, không biết nữa, không biết. Chứ mà tự nhiên thích thôi, tự nhiên mình theo thôi là mình không biết nữa. Với lại chị thần tượng ai? Jeffree Star. Nói mà về nguồn cảm hứng về make up á thì rất là nhiều, kể không hết luôn. Từ những beauty blogger nổi tiếng nè cho tới những bạn make up mà chưa hot nhưng mà rất là tài năng thì đều là nguồn cảm hứng cho mình hết. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng trang khuyết điểm của theo mình sẽ sử dụng phấn Pitch Perfect của Too Faced. Thôi chắc trả lời như đó thôi. Ê, vì mình làm biến trả lời quá. Xin lỗi các bạn. Thôi thì mình sẽ tạo khối ít thôi. Mình không thích tạo khối nhiều quá. Đây là bản The Warrior của Juvia's. Mình sẽ sử dụng màu này. Sẽ đánh lên trên mũi nữa. Tiếp theo mình sẽ đánh lại phấn mắt ở dưới đây. Highlight của Becca. Thì mình sẽ sử dụng son Dahlia màu mauve. Giờ mình sẽ đeo len vào. Muốn biết là len này là của hãng nào nữa mà. Thì mình sẽ chốt mascara cho mi dưới. Giờ mình sẽ dùng setting spray của MAC. Giờ mình sẽ đi thay đồ, mình sẽ quay trở lại. Hy vọng là các bạn yêu thích video này. Và nếu các bạn có thực hiện cái makeup look này dựa trên video của mình thì đừng quên tag mình nha. Bye. I just bought my girl a new